chào tất cả mọi người đã đến với cái channel ẩm thực và cuộc sống của hai mẹ con nhà Ella ở Mỹ. Hôm nay thì gia đình nhà mình đi farm mua thịt gà tươi. Sẵn chưa biết làm cái món gì thì anh xã mình gợi ý là hay là nấu cái món cơm gà Hải Nam đi, lâu rồi chưa có ăn lại đó. Nên là mình quyết định nấu cái món cơm gà Hải Nam ngày hôm nay. Gà khi mà mình mua về á thì nó đã sạch lông rồi, mình chỉ việc rửa qua với nước rồi mình chà một lớp muối mỏng lên cho nó không có bị hơi mùi lông gà đó. Rồi bây giờ là mình chỉ việc chế biến thôi. Gà này đầu tiên là mình sẽ đem đi luộc. Trước khi mà mình đem đi luộc thì mình sẽ nhồi vào bụng của con gà này một ít hành lá. Hành này là mình trồng bằng sau nhà mình đó các bạn. Do là mình trồng nhiều quá ăn không có hết kịp nên là nó đã bị lên bông như thế này nè, lên ngồng như thế này nè. Cái này khi mà mình sắc nhỏ ra mình ăn thì cũng được, nhưng mà nó dai lắm các bạn, nó không có ngon như hành non. Nhưng mà khi mà mình dùng để mà giống như cái kiểu mình bỏ vô trong đây mình hấp chủ yếu để lấy cái mùi thơm á thì rất là tuyệt vời luôn, bởi vì nó rất là thơm, cái mùi nó rất là nồng. Đây là cái hoa của nó khi nở nè các bạn, đó, những cái nụ của nó là con này thì nó nở rồi đó. Là mình sẽ bây giờ là mình sẽ gấp đôi nó lại cho nó gọn á, rồi mình sẽ nhồi vào trong bụng con gà. Ella đừng có ngập gạo con. Bụng con gà này thì lúc nãy là mình cũng đã làm sạch cái phần tim và mề á, mình cũng nhét vào trong cái bụng nó luôn. Các bạn nào mà không có hành lá thì các bạn có thể dùng hành hương á, hoặc là một chút tỏi nhét vào trong đây cũng được, để khi mà mình luộc gà nó rất là thơm. Bây giờ là mình sẽ đi luộc gà. Mà trước khi đi luộc gà thì mình cũng giới thiệu sơ qua cái phần nguyên liệu mình làm cho cái món cơm gà Hải Nam ngày hôm nay đó. Đầu tiên là mình phải có gà ha. Rồi gạo. Gạo ở đây thì mình sử dụng là 2 cup. Ở Việt Nam mình thì các bạn đong khoảng 2 chén con á, 2 chén con vơi vơi. Còn ví dụ nhà đông người mà các bạn nấu nhiều cơm thì các bạn cho thêm gạo vào. Gừng để tạo mùi thơm nè, rồi nghệ tươi để lấy cái màu cho nó đẹp á, rồi tỏi. Chanh ở đây thì mình sử dụng là 2 trái, ớt thì mình có 3 quả. Các bạn nào thích ăn cay thì cho thêm, hoặc là không thích ăn cay thì bỏ qua. Cơm gà Hải Nam hôm nay là mình sẽ ăn kèm với lại gỏi. Gỏi ở đây mình sử dụng là gỏi cải bắp á. Ở đây là mình có cải bắp trắng và một ít lá cải bắp tím để cho nó đẹp. Mình sử dụng thêm một ít rau răm cho nó thơm, cà rốt tạo màu cho nó đẹp. Còn các bạn nào mà không thích ăn gỏi mà có thể thích đơn giản hơn, ví dụ như cơm gà mình có thể ăn chung với dưa chua, hoặc là dưa leo, hoặc xà lách, hoặc là cà chua cũng được, thì các bạn có thể khỏi phải làm gỏi cũng được nha. Rồi bây giờ là mình sẽ qua luộc gà. Cái nước luộc gà ở đây là mình sử dụng bằng nước lạnh nha, để cho cái phần da gà của mình nó được giòn á. Khi mà mình cho gà vào thì cái phần bụng ức thì nó sẽ nằm bên dưới, cái phần lưng nó sẽ nằm bên trên. Đồng thời cái nước luộc gà cũng phải ngập được con gà nha, để cho con gà của mình nó được chín, nó chín đều á. Mình sẽ cho vào cái nồi nước luộc gà này của mình là 2 lát gừng đập dập. Ngoài ra thì mình cũng cho vào đây là một củ nhỏ nhỏ nghệ tươi đập dập á. Gà khi mà mình luộc á, mình cho gừng vào luộc chung á, cái mùi thơm của gừng nó rất là hợp với gà. Còn cái nghệ này nè, khi mà mình luộc mình bỏ vào thì cái phần da gà của mình nó sẽ được vàng ươm lên, nhìn rất là bắt mắt. Mà khi mà mình sử dụng cái nước này, chút nữa cái nước này là mình sẽ sử dụng để nấu cơm á, cái màu cơm của mình nó ra cũng rất là đẹp. Bình thường là mình còn sẽ cho vào đây là một ít hành tím, hoặc là hành, nếu mà mình không có hành tím thì mình sẽ cho vào đây là một ít hành tây. Nhưng mà hôm nay thì mình đã sử dụng cái ngồng hành á, nó rất là thơm rồi. Khi mà mình bỏ vào gà để mình luộc á, cái thịt gà nó thơm rồi, nó cũng đã ra cái nước luộc rồi, nên là mình không cần phải cho thêm hành tây hoặc là hành hương nữa. Mình sẽ tiếp tục cho vào đây là một thìa cà phê vơi muối. Hai thìa cà phê vơi bột nêm. Mình cho vào như vậy để khi mà mình luộc gà đó, cái phần gà của mình đó, nó sẽ đậm đà hơn. Mà cái nước khi mình nấu cơm, cái cơm nó cũng ngon nữa. Luộc được một lúc là bắt đầu là trên cái phần nước luộc gà của mình nó xuất hiện những cái bọt nè. Thì mình sẽ vớt bỏ hết cái phần bọt này đi nha, để cho cái nước của mình nó được sạch trong á. Đối với cái con gà mà nặng khoảng 1,5 kg như thế này nè, mình sẽ để cho cái nước luộc này nó sôi lên. Sau khi mà nó sôi lên là mình sẽ canh khoảng 20 phút là mình sẽ vớt gà. Rồi bây giờ trong khi mà chờ đợi cái phần gà này của mình nó chín là mình sẽ đi chuẩn bị cái phần gạo và rau để mình làm gỏi nha. Gạo này mình sẽ cho ra một cái rá. Mình sẽ vo cho cái phần gạo của mình nó được sạch sạch đi chút xíu. Mình sẽ để cái phần gạo của mình ở đây cho nó được ráo nước một chút. Bây giờ là mình sẽ rang gạo nha. Mình bắt cái chảo lên bếp rồi bật lửa lên cho cái chảo nó thiệt là nóng. Chảo nóng thì mình sẽ cho vào đây là một ít dầu ăn.
Thì dầu nóng thì mình sẽ cho một ít tỏi đập dập vào, mình phi thơm. Tỏi đã vàng thơm thì bắt đầu là mình sẽ cho gạo vào để rang nha. Khi mà mình rang gạo á, mà mình thấy cái hạt gạo của mình nó chuyển màu từ cái màu mà trắng trong á, chuyển sang cái màu trắng đục đục như thế này là được rồi nè. Mình sẽ cho hết cái phần gạo rang ở trong chảo này vào nồi cơm điện để nấu. Gà của mình á, luộc từ nãy giờ cũng đã được 20 phút rồi đó các bạn. Bây giờ là mình sẽ vớt gà ra. Mà trước khi vớt thì mình sẽ thử xem cái phần gà này của mình nó đã chín chưa đó. Muốn thử được cái gà của mình nó chín chưa thì rất là dễ. Mình lật cái phần ức gà lên như thế này nè. Mình chọn cái phần ức hay là cái phần đùi á, cái phần nào mà mình cảm thấy nó dày nhất, mình sẽ lấy một cái đũa để mình ấn vô. Nếu như mà cái phần đũa mà mình rút ra đó mà máu đỏ nó còn ra, nghĩa là cái thịt gà của mình nó chưa có chín. Còn nếu như mà nó không có ra máu đỏ mà nó ra cái màu trắng trắng là chín rồi nha các bạn. Khi mà mình vớt gà ra như vậy nè, các bạn nào mà thích ăn da gà mà muốn có cái phần da gà của mình thiệt là giòn thì các bạn khi mà vớt ra đó là các bạn chuẩn bị một cái thau nước lạnh á, các bạn cho nhiều đá vào rồi các bạn nhúng nguyên cái phần gà này vào trong cái phần cái thau nước đá lạnh mà các bạn chuẩn bị á, giống như cái kiểu mà các bạn ngâm cái quả khổ qua trong đá lạnh á, thì cái phần da này nó rất là giòn. Nhưng mà đối với mình, nhà mình á thì ai cũng mập với các bạn. Thật ra luộc gà là để cái da cho nó đẹp thôi, chứ còn khi mà ăn là ai cũng xé da ra bỏ hết á, nên là mình cứ vớt gà ra như thế này là được rồi, chứ mình không có nhúng gà vào thau nước lạnh làm gì á, bởi vì làm vậy mất công mà, tại da mình cũng đâu có ăn đâu. Rồi mình bây giờ là mình sẽ vớt ra cái dĩa nha, cho nó nguội. Bây giờ là mình sẽ cho cái phần nước luộc gà này vào để nấu cơm nha. Ở đây là nước luộc gà mình sử dụng hơi nhiều đó, nên là mình sẽ sử dụng khoảng 2 phần để nấu cơm. Còn một phần là mình sẽ để lại để chút nữa mình làm giống như kiểu ăn canh á. Mình sẽ bắt cái nồi cơm điện này vào nấu giống như là mình nấu bình thường, nấu cơm bình thường thôi. Trong khi chờ đợi cái phần cơm của mình nó chín á, thì mình sẽ đi sắc rau để làm gỏi. Đầu tiên là mình sẽ sắc cái phần rau cải bắp tím của mình ra thành sợi như thế này nè, dài dài mỏng mỏng. Sắc xong cải bắp tím thì mình sẽ sắc luôn cái cải bắp trắng này ra. Kế đến là cà rốt. Và cuối cùng là phần rau răm. Cái nồi cơm của mình là nó sôi rồi, nó cạn luôn rồi nè. Bây giờ là mình sẽ mở nắp lên là mình đảo nha. Mình đảo cho cái phần cơm của mình nó được sốt lên. Mình sẽ cho vào đây là 5 tép tỏi đã bóc vỏ. Mình sẽ cho vào đây là 1 lát gừng. Gừng ở đây là mình sử dụng nguyên vỏ luôn đó các bạn, mình chỉ rửa sạch nó đi thôi. Còn các bạn nào không thích ăn vỏ thì có thể bào vỏ nó đi. Mình sẽ cho vào đây là 3 quả ớt. Mình cho vào đây là một ít đường để khi mà mình giã ra nó không có bị bắn ra ngoài á. Bây giờ là mình sẽ giã cho cái phần tỏi ớt với gừng này nó được nhuyễn ra luôn nha. Cái này là mình đang làm nước mắm để làm gỏi với lại chấm thịt gà đó các bạn. Khi mà nó nhuyễn rồi thì mình sẽ cho nó ra một cái chén con. Mình sẽ nặn vào đây một trái chanh. 3 muỗng canh nước mắm. 2 muỗng canh đường. Mình quậy cho cái đường này nó tan ra, hòa quyện với nước mắm, tỏi, gừng á. Đó, nó sệt sệt như vậy là được rồi. Cái phần nước mắm này mình sẽ chia ra làm 2 phần. Một phần là mình sẽ cho vào trong cái phần gỏi này để tí mình trộn. Còn một phần là mình sẽ để lại để chút nữa mình chấm với gà đó. Mình sẽ nặn vào cái phần gỏi này của mình thêm một trái chanh nữa. Và nửa thìa cà phê muối. Bây giờ là mình sẽ trộn cho cái phần gỏi này nó đều tất cả lại với nhau. Gỏi của mình trộn xong thì mình sẽ cho ra cái dĩa. Khi nào mà mình ăn thì mình sẽ rắc lên một chút xíu hành phi cho nó thơm mà nó giòn nữa. Tất cả đã sẵn sàng cho một cái bữa tối hoàn tráng hôm nay của gia đình mình. Cái phần cơm thì mình ăn là nó có cái vị thơm,
rồi béo, rất là vừa ăn. Tại vì mình nấu cơm mà cái nước luộc gà đó. Các bạn nào ăn khô thì có thể chan thêm một chút xíu nước luộc gà kế bên. Còn khi mà mình ăn thịt gà thì mình sẽ chấm với nước mắm. Phần gỏi chua chua ngọt ngọt ăn á, ăn kèm với thịt gà thì nó sẽ không có làm cho mình bị ngán mà nó còn kích thích cái vị giác của mình á, ăn được nhiều hơn, ngon hơn. Ở đây là gà là mình chặt cho gia đình mình ăn á, nên là mình cứ chặt vừa miếng mình ăn thôi, xếp ra không có được đẹp đó. Chứ nhiều anh chị là chuyên về chặt gà đó, xếp con gà ra nhìn y như là lúc mà mình chưa chặt vậy đó các bạn, rất là đẹp luôn. Nhưng mà mình không có biết xếp á. Với lại mình làm đại khái đó, nên là thôi mình cứ chặt ra miếng, là miếng sao là mình ăn là vừa vừa miếng mình ăn, là trong gia đình mình gắp ăn là được rồi. Thôi bây giờ là mình xin được dừng cái clip của mình ở đây nha, để ăn cơm tối chung với gia đình đó. Với cái món cơm hấp dẫn như thế này mà nếu các bạn mà nhìn thấy mà các bạn thích đó, thì các bạn có thể làm theo cái công thức của mình ăn thử một lần xem như thế nào nha. Bây giờ thì mình xin nói lời chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau của mình. Bye bye. Bye bye.